Hôm nay ngày 16 tháng 4, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành thông tư hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, tăng ni và đồng bào Phật tử trong công tác tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Thông tư nêu rõ, trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành kính kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sinh Trang Nghiêm, tôn kính Đức Từ Phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni theo nghi thức tắm Phật truyền thống tại các cơ sở tự viện, tại tư gia các gia đình. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật, chào mừng và tất cả các hình thức tập trung đông người. Thời gian tổ chức từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4 năm canh tí, tức ngày 30 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2020, trình lễ ngày 15 tháng 4 năm canh tí, tức 7 tháng 5 năm 2020. Về hình thức tổ chức, tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và các chùa, cơ sở tự viện trang trí tôn nghiêm, treo cờ gồm quốc kỳ và đạo kỳ, phan, phướn, lồng đền, thiết lập bồn tắm Phật đàn sinh hoặc vườn lâm tỷ ni, biểu ngữ kính mừng Phật Đản Đúng 6 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm canh tí, tức ngày 30 tháng 4 năm 2020, tất cả trụ sở các ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử ba hồ chuông trống bát nhã, tụng nghi thức khánh đản và kinh chuyển pháp luân để kính mừng Phật đản, Phật lịch 2564 và cầu nguyện nạn dịch COVID-19 được tiêu trừ, nguyện đất nước, Việt Nam, quốc thái, dân an, sớm ổn định, phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân, Ban trị sự cử hành đại lễ Phật đản tại trụ sở ban trị sự với thành phần ban thường trực ban trị sự không quá 20 vị và yêu cầu các đại biểu tham dự phải theo dõi y tế, thân nhiệt, sức khỏe trước ngày diễn ra đại lễ 2 tuần. Phối hợp với cán bộ địa phương, phường xã tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi diễn ra đại lễ, giữ khoảng cách 2 mét, thường xuyên đeo khẩu trang và bố trí nước sát khuẩn, tổ chức truyền trực tuyến online livestream trên internet phục vụ đồng bào Phật tử. Đúng 6 giờ sáng tức ngày 15 tháng 4 năm canh tí, tức ngày 7 tháng 5 năm 2020, tất cả trụ sở các ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử bao hồ chuông trống bát nhã kính mừng Phật đản, chính thức cử hành đại lễ Phật đản tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Chứng binh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự không quá 20 vị. truyền trực tuyến online livestream trên Internet thông qua dịch vụ của mạng xã hội và website. Tại các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện cấm túc, tụng kinh kính mừng Phật đản và cầu an cho đại dịch chấm dứt, chấp chấp hành nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không tập trung Phật tử, khuyến khích các chùa, cơ sở tự viện tăng ni có điều kiện tổ chức trực tuyến online lễ kính mừng Phật đản kết nối với cộng đồng Phật tử và nhân dân. Đối với quý cư sĩ, Phật tử thực hiện nghiêm quy định của chính phủ và của giáo hội trong việc giãn cách xã hội, tránh dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Mỗi gia đình tôn trí kính mừng Phật đản tại nơi trang nghiêm tại tư gia không tập trung nhiều gia đình không tổ chức đông người kết nối trực tuyến online với các chùa cơ sở tự viện và với trụ sở giáo hội phật giáo việt nam các cấp để bày tỏ lòng tôn kính với đức phật và cầu nguyện bình an